Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7. Cùng nhau giải sách bài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương. Bài số 9, At Home and Away, ở nhà và đi xa, test 1. Rồi bài đầu tiên là tìm được các loại. Location là kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ này, souvenir là quà lưu niệm. Quà lưu niệm. Trip là chuyến đi. Rồi, aquarium là bể cá thủy cung, bể cá hoặc là thủy cung. Bây giờ chúng ta khoan vào đâu? Chúng ta sẽ khoan vào câu D, ok. Rồi, đây là shark là cá mập. Hỏng bút mẹ hơn. Hỏng bút. Rồi, noodle là mì này. Dolphin là cá heo này. Rồi, turtle là con rùa này. Vậy chúng ta sẽ khoan vào câu B nhé. Rồi, câu tiếp theo, improve là cải thiện này, là động từ cải thiện. Friendly là tính từ thân thiện. Thân thiện. Rồi, great là tính từ tuyệt vời. Tuyệt vời. Wonderful cũng là tính từ tuyệt vời luôn. Vậy chúng ta sẽ khoan vào câu A, động từ. Câu số 4, delicious là ngon. Cheap là rẻ, tính từ luôn. Visit là động từ, đi thăm. Thăm viếng cái gì đó. Different là khác nhau, là tính từ. Khác nhau, đây là tính từ. Chúng ta khoan vào câu C nha. Rồi, câu số 5, the rest là cái đầm. Con mà làm rớt điện thoại mẹ xuống bây giờ. The rest là cái đầm này. Material là vải này. Rồi skirt là váy này. Armchair là ghế bành này. Rồi, bây giờ chúng ta khoanh vào câu D thôi. Câu D. Rồi, chúng ta xuống bài số 6. Sau khi người hàng xóm giúp cô ấy thì cái đầm đã vừa vặn. Cái đầm vừa, rất là vừa. Cái đầm là, coi nào. After the neighbor help her the rest. Chưa học xong. Fits very well. Cái đầm. Cái này là quá khứ nè, các bạn nhìn thấy đâu quá khứ không? Đây là thì quá khứ. Quá khứ thì vế bên này cũng là quá khứ luôn. Chúng ta sẽ có fits it này, câu C nha. Rồi, câu số 7 nè. Last week là tuần trước, là quá khứ luôn. Cái này các bạn học thì quá khứ đơn đó. Thì quá khứ đơn là động từ cột 2. Động từ cột 2 là mũi đi nè. Hobby á, các bạn nhớ hobby là sở thích. Chúng ta học từ hồi lớp 4 rồi. Sở thích nó bằng với pastime, trò tiêu khiển. Chúng ta khoanh được câu A nhé. Đó, bài này nghĩa là tìm từ câu đồng nghĩa đó. Họ đến nhà vào buổi chiều. Arrive at home. Tom vào buổi chiều này. Tôi đã mua tôi đã mang một cái mũ cao bồi như là một món quà lưu niệm cho chuyến đi chúng tôi, như một món quà lưu niệm này, souvenir. Rồi, xuống bài số 11, Liz nghĩ rằng Nha Trang rất là đẹp. Liz nghĩ Nha Trang rất đẹp. Chúng ta sẽ viết chúng ta dịch này. Liz thấy rằng Nha Trang nhàm chán, câu này sai nha. Câu B, Liz thấy Nha Trang đẹp, đúng, nhưng mà ở đây phải có Y thì mới đúng được. No, không có Y, câu này đúng này. Rồi, Liz tìm thấy file thịt là sai, file thịt là sai, và chúng ta chọn câu B nhé. Cột 2 của file á, là file, chứ không phải là file thịt, không có file thịt nha. Rồi, câu số 12, không có con cá nào mà đẹp hơn con cá nhỏ đầy màu sắc, sặc sỡ. Bây giờ này, đây là so sánh hơn. Vậy con cá nhỏ sặc sỡ là đẹp nhất, đúng không? The colorful little fish is the most beautiful. Câu này đúng nè. Câu B coi, con cá nhỏ mà sặc sỡ thì đẹp hơn bất kỳ con cá nào. Đây là đúng luôn. Vậy A và B đều đúng. Câu số 13 này. Cái mũ lưỡi chai thì có một bức tranh về con cá dolphin ở trên đó. Vậy chúng ta sẽ viết là có một bức tranh về con cá dolphin trên cái mũ. Có một cái mũ với có một cái mũ với con cá này là sai. Cô ta có một cái mũ với bức tranh, một bức tranh của con cá dolphin trên cái mũ. Chúng ta chọn câu A là đúng nhất. Rồi, câu số 14, Liz đang đến thăm ba và sẽ đến thăm ba vào tuần trước tới. Đây là thì tương lai. Tương lai nhá, nó sẽ bằng với Liz will come to visit ba next week nè. Đằng sau will là cộng động từ nguyên mẫu. Rồi, câu số 15, Liz giúp đỡ
tôi với bộ sưu tập tem của tôi. Bạn là list giúp tôi sưu tập tem, các bạn nhớ hép này cộng với tân ngữ cộng với be infinity động từ nguyên mẫu không tu. Bây giờ list help me collect stem, list help me to collect stem, câu này sai này, câu này đúng này, list help me collecting là sai này, chúng ta chọn câu A. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo. Bài này điền từ nè. Mũ của bạn nhìn rất là như thế nào đó, hoa nó ngắn hơn, tóc không phải mũ. Bây giờ đằng sau look là cộng với một tính từ, đằng sau động từ giác quan là cộng tính từ, cho nên ở đây các bạn ở đây các bạn sẽ chọn tính từ, đó là different nhá. Đây là động từ này, đây là tính từ này, đây là trạng từ này, đây là danh từ này. Rồi chúng ta chọn câu B là tính từ. Nó ngắn hơn, bạn thích nó không? Mình thích nó. Chú bạn cắt nó hả? Không, chú của mình không cắt, gì của mình cắt. Cô ấy là thợ cắt tóc, thợ cắt tóc trong cái đám này đó là hairdresser, là thợ cắt tóc. Rồi và đầm đẹp quá, ở đây sẽ gọi, đây là câu cảm thán, sẽ bắt đầu với what. What a nice dress. Where did you, bạn đã mua nó ở đâu? Bởi vì ở đây có từ mua cho nên ở đây phải là mua, chúng ta sẽ chọn từ buy nhá. Mình không mua nó, người hàng xóm của mình là bà Mai đã mua vải và may cái đầm cho mình. May sẽ là, bây giờ các bạn lưu ý này, and sẽ nối cái đồng đẳng với nhau. Ở đây là quá khứ đơn, động từ cột 2 thì ở đây phải là động từ cột 2, và động từ cột 2 sẽ là make nhá. Rồi xuống bài đọc này. Hoa xem bà Mai, đã xem bà Mai may đầm cho cô ấy. Cô ấy nghĩ rằng may vá, đây là may vá, cái từ này sewing là may vá, là một sở thích rất là hữu ích, và cô ấy quyết định học cách may vá. Hoa đã mua một ít vải, cô ấy học cách sử dụng máy may, cái là sewing machine là máy may, máy may. Và cô ấy đã may cái vỏ gối, cái bọc ghế bàn này, cái gối của ghế bàn, và nó màu blue và màu white. Tiếp theo thì cô ấy may cái skirt là cái đầm, nó có màu xanh lá cây với bông hoa trắng, nó nhìn rất là đẹp. Hoa đã thử nó nhưng nó không có vừa, didn't fit, không vừa, nó quá to. Người hàng xóm của Hoa đã giúp cô ấy và sau đó thì nó vừa. Rồi Hoa thấy rằng may vá là hữu ích, câu này là đúng, chúng ta chọn chu. Người hàng xóm của Hoa đã làm cái này cho cái ghế bàn của ấy là sai, Hoa tự làm nha. Người hàng xóm của Hoa đã giúp cô ấy sau chỉnh sửa cái váy, đúng nè. Bà Mai là một thợ may, the dressmaker, đúng nè. Không có thông tin, không có thông tin, no information. Câu 25, câu 25 này. Bây giờ thì người bạn của Hoa thích cái đầm mới của cô ấy rất nhiều, đúng rồi. Rồi xong test 1.